Mỹ đã chuẩn bị cho tình huống Nga tấn công hạt nhân như thế nào? Ukraina cảnh báo chiến tranh lan tới lãnh thổ Nga. Điện Kremlin nổi giận tố pháp chiến đấu chống lại Nga ở Ukraina. Để đối phó với nguy cơ Nga có thể tấn công hạt nhân, Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch kỹ lưỡng từ cuối năm 2022. CNN tuyên bố dẫn lời hai quan chức chính quyền cấp cao của chính phủ mỹ theo báo cáo chính quyền tổng thống biden đang đặc biệt lo ngại về khả năng nga sử dụng bom hạt nhân chiến thuật đó là lý do tại sao họ cảm thấy buộc phải có hành động mạnh mẽ để ngăn chặn tình huống như vậy đó là điều mà chúng tôi lo ngại về cuộc xung đột hiện nay vì vậy tôi tin tưởng và nghĩ rằng chúng tôi có quyền chuẩn bị kỹ càng và làm mọi thứ có thể để tránh điều đó xảy ra quan chức chính quyền cấp cao đầu tiên nói cảnh báo nguy hiểm này được đưa ra bởi sự kết hợp của các sự kiện, phân tích và những thông tin tình báo mới cực kỳ nhạy cảm, chứ không phải là một số chỉ số duy nhất, quan chức chính quyền cấp cao đầu tiên cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã tổ chức một cuộc họp từ cuối mùa hè đến mùa thu năm 2022 để thiết lập các kế hoạch trong trường hợp có dấu hiệu rất rõ ràng rằng Nga sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân, hoặc nếu họ vừa làm xong thì Mỹ sẽ phản ứng như thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra các biện pháp để ngăn chặn điều đó. Vị quan chức cấp cao thứ hai đã làm rõ những lo ngại của chính quyền Washington. Ông nói rằng, sự lo lắng của chúng tôi không chỉ là giả thuyết, nó còn dựa trên một số thông tin mà chúng tôi thu thập được. Vì vậy chúng tôi đã lập kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng trong trường hợp kịch bản không thể tưởng tượng được trở thành sự thật. Những tiết lộ này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Nga liên tục nói bóng gió rằng một cuộc tấn công hạt nhân có thể diễn ra sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức và nhân sự cấp cao thường xuyên có những lời lẽ cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Trên thực tế vào tháng 3 năm 2022, tổng thống Nga Putin đã đặt bộ chỉ huy chiến lược của đất nước trong tình trạng báo động. Làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể ra lệnh triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước mối đe dọa đó, tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân từng là điều không thể tưởng tượng được, giờ đây đã trở lại và khả năng cao có thể xảy ra. Theo báo cáo của CNN, đã có những lo ngại xung quanh một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra vào Ukraine. Khi các lực lượng Nga buộc phải rút lui khỏi Kherson sau một cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine, các quan chức cấp cao đầu tiên cho biết, nếu một số lượng đáng kể lực lượng Nga bị tiêu diệt, đó sẽ là dấu hiệu báo trước về mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ hoặc nhà nước Nga. Ở Kherson vào thời điểm đó, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy phòng tuyến của Nga có thể sụp đổ, hàng chục nghìn quân Nga có thể dễ dàng bị tổn thương trong khi đó chính quyền mỹ lo ngại rằng một câu chuyện sai sự thật về một quả bom bẩn đang tồn tại ở ukraine có thể là cái cớ cho một cuộc tấn công hạt nhân của nga cơ quan tình báo phương tây tiết lộ rằng các quan chức nga hiện đang công khai dự tính một cuộc tấn công hạt nhân trong các cuộc trò chuyện của họ mỹ đã đối phó bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác để chuẩn bị cho một tình huống tấn công hạt nhân tiềm tàng của nga và cảnh báo moscow về những hậu quả tiềm ẩn của một cuộc tấn công như vậy vị quan chức cấp cao đầu tiên cho biết Chúng tôi đã tiến hành một số cuộc trò chuyện kín với các đồng minh cốt lõi để bàn luận kỹ hơn về vấn đề này. Những thông tin này chưa được phía Mỹ chính thức thừa nhận. Không có bình luận nào được Lầu Năm Góc hoặc Nhà Trắng đưa ra vào thời điểm viết báo cáo này. Nói như vậy, Tổng thống Nga cũng như các đồng minh của ông tiếp tục đưa ra những bình luận lẻ tẻ, ám chỉ phương Tây rằng một cuộc tấn công hạt nhân sẽ không bị loại bỏ nếu chiến tranh leo thang và liên quan đến các nước châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hồi cuối tháng 2 năm 2024 đã cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng việc gửi binh lính đến chiến đấu ở Ukraine sẽ khiến họ có nguy cơ bắt đầu một cuộc xung đột hạt nhân và Moscow có đủ phương tiện để tấn công các mục tiêu phương Tây. Cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Moscow với phương Tây đang ở mức tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Mặc dù ông Putin đã cảnh báo trước đó về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, nhưng lời cảnh báo của ông là một trong những thông điệp rõ ràng nhất. Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Putin nhắc lại cáo buộc của mình rằng phương Tây quyết tâm làm suy yếu nước Nga và nói rằng các quan chức phương Tây không nhận thức được hậu quả tiềm ẩn của việc họ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Lời cảnh báo này được đưa ra sau đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc các thành viên NATO châu Âu gửi lực lượng bộ binh từ Ukraine tham chiến. Đề xuất này nhanh chóng bị Mỹ, Đức và Anh bác bỏ. Tổng thống Putin tuyên bố các lực lượng hạt nhân chiến lược đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn, đồng thời nói thêm rằng các tên lửa hạt nhân siêu thanh thế hệ mới mà ông đề cập vào năm 2018 đã được triển khai hoặc đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm chiến đấu. Quan chức Ukraine cảnh báo rằng Tổng thống Putin đã sai lầm nếu tin rằng xung đột sẽ không lan tới lãnh thổ Nga. Tôi muốn nói rằng nếu Tổng thống Nga Putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới Nga, ông ấy đã nhầm. Chiến tranh sẽ đến, và đến khá xa. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố, nếu hôm nay họ phải bắt đầu phải chịu đựng đòn tấn công ở khoảng cách 800 đến 900 km, thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi, ông Danilov cảnh báo. Trước đó, Andriy Yusuf, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, tuyên bố các nhóm vũ trang gồm những người Nga chống lại Điện Kremlin tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ Nga và biến hai khu vực biên giới gồm Kursk và Belgorod thành khu vực giao chiến. Ông cho rằng những thành viên người Nga trong ba nhóm vũ trang nói trên đang bảo vệ quyền dân sự bằng cách chống lại Điện Kremlin và họ không có lựa chọn nào khác. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 3 cáo buộc Ukraine đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Belgorod và Kursk từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3. Nga tuyên bố binh sĩ nước này từ lực lượng Japan và Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ vùng Belgorod và Kursk của Nga, đồng thời đẩy lùi mọi cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 1.500 quân, trong đó có khoảng 500 người trong tình trạng không thể trở lại tham chiến. Ngoài ra, 18 xe tăng và 23 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Ukraine chưa bình luận về con số do Nga cung cấp. Trước đó, Ukraine nói rằng bao nhóm vũ trang đối lập với Điện Kremlin đóng quân tại nước này đã tấn công vào lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố các nhóm này hoạt động độc lập, không theo sự chỉ đạo của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc phía Ukraine và Mỹ đứng sau các nhóm này với mục tiêu làm rối loạn nội bộ Nga. Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Boryansk và Bingorod, cũng như thủ đô Moscow, thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thời gian gần đây, Ukraine cũng được cho là liên tục tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhà máy lọc dầu. Nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh dùng máy bay không người lái, loại nhỏ giá rẻ, để tấn công hạ tầng dầu khí của Nga. Vào đêm ngày 14 tháng 3, dạng sáng ngày 15 tháng 3, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Pervy Javut ở tỉnh Kaluga của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga, từ đó đẩy giá lên cao một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Các hoạt động này của Kiev được cho là nhằm làm gián đoạn mạng lưới tiếp tế cho quân đội Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thẳng thường tuyên bố rằng Pháp đang chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine một cách gián điệp và những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho thấy ông không ngại việc tăng mức độ tham chiến. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov cho biết Paris không ngại tăng mức độ tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Rõ ràng Pháp đang coi Nga là đối thủ, bởi vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Trên thực tế, nước này đã gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này, và xét theo tuyên bố của Tổng thống Macron, ông ấy thực sự không ngại tăng mức độ tham chiến, ông Peskov nói. Ngoài ra, bình luận về nỗ lực của các nhóm phá hoại Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, một trong những mục tiêu của họ là gây bất ổn tình hình trước cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 ở Nga. Ông Peskov cũng cáo buộc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đã thực hiện các hành động phá hoại ở Nga trong nhiều năm. Những cáo buộc của ông Peskov về việc Pháp chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp. Ông Macron cho biết, thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sẽ không mang lại hòa bình. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh Paris sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn chiến thắng của Nga, quốc gia mà ông coi là đối thủ. Trước đó, ông đã từ chối loại trừ khả năng triển khai bộ binh phương Tây tới Ukraine, gây tranh cãi trong chính NATO. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Macron đã lên tiếng đáp trả cảnh báo của Tổng thống Nga Putin về kịch bản Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây đưa quân tới Ukraine. Trước hết, chúng tôi cảm thấy được bảo vệ, bởi vì chúng tôi là một cường quốc hạt nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi có học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Macron tuyên bố. Nhà lãnh đạo Pháp cũng lưu ý rằng việc đưa ra những lời đe dọa như tuyên bố của tổng thống Putin là không phù hợp khi Nga là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và đừng quên ủng hộ chúng tôi trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin tức Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.